Đây là một cái trò ảo thuật và tiên tri, đây là bộ bài tiên tri, đây là tờ giấy và đây là cây viết. Thì bộ bài của mình đã được xếp đặt sẵn và có một con bài tiên tri bên trong. Còn cây viết và tờ giấy thì mình sẽ mời khán giả ghi một bài bất kỳ bạn thích nhất ở giữa bài, ghi vào đây. Và đừng cho mình thấy, mình sẽ quay người đi ha. Ok, hãy ghi vào. Và sau khi ghi xong mình cho camera xem và gấp giấy lại đừng cho mình thấy ha. Ok. Rồi, khi nào xong thì nói mình nha. Cho camera xem và gấp tờ giấy lại. Ok chưa? Ok. Rồi. Thì bây giờ bạn có một con bài chọn, mình mở tờ giấy một tí. Mình sẽ cảm thụ con bài này và mình biết được đó là con bảy cơ. Nhưng mà bạn sẽ không tin rằng là mình đã biết trước được rồi. Thì ở đây mình đã có một bài tiên tri ha. Thì ở đây mình sẽ có một con bài được tiên tri sẵn trong bộ bài này. Đây là một bài được đặc biệt, nó được vẽ giống hình của những ảo thuật gia tí hon. Và họ sẽ tìm ra con bài người ta chọn. Ở đây mình sẽ cho bạn xem. Hãy nhìn kỹ. Thì con người ta chọn chính là con bảy cơ. Và nó trùng khớp với lại cái kết quả trong tờ giấy tiên tri này. Ok, ở đây mình có một cái bộ bài. Mình sẽ mời khán giả chọn một con bài bất kỳ dưới bài, hay chỉ một là bất kỳ con nào cũng được. Ok, có 10 chuồng đúng không? Bây giờ bạn có đổi ý không? Không. Ok, mình muốn là con 10 chuồng. Thì con 10 chuồng là con bạn chọn ở giữa và có rất là nhiều lá đúng không? Đúng rồi. Bạn có tin rằng là mình đã biết trước là bạn chọn con 10 chuồng không? Không. Mình sẽ bỏ con 10 chuồng đây ha. Đây là con 10 bạn chọn ha. Hãy nhìn kỹ nè. Ở đây có những cái chú người vẽ ảo thuật gia và mình sẽ cho bạn coi. Ok. Rồi, hãy nhìn kỹ. Nó là tiên tri trước, bạn sẽ chọn con 10 chuồng. Đó, đây chính là con bạn chọn, con 10 chuồng. Ở đây mình có hai bộ bài. Đây là bộ bài tiên tri và đây là bộ bài cho người ta chọn cái con bài mà được tiên tri. Ở đây mình có bài rất bình thường như vậy. Bây giờ mình sẽ mời khán giả giúp mình kinh vô làm hai phần, nhưng mà kinh đừng nhiều quá, ít hơn nửa bộ đi. Bạn giúp mình kinh đi. Lật ngược nó lại, đúng rồi, lật ngược nó lại. Ok, rồi. Sau đó thì kinh thêm một lần nữa và kinh nhiều hơn một tí, kinh nhiều hơn cái phần lúc nãy. Và lật ngược nó lại. Ok. Và sau hai lần kinh bài ngẫu nhiên thì mình sẽ có được một con bài ngẫu nhiên được chọn ra. Tất cả các con ngựa này mình bỏ đi thì mình sẽ có được một con úp đúng không? Đây là con bạn chọn đúng không? Đầu tiên. Thì con bạn chọn đó chính là con Riro. Bạn thích con này không? Có. Ok. Rồi thì đây chính là con bài bạn chọn và mình tiên tri trước bạn chọn con này. Chắc thì mình mở cái bộ bài ra như vậy. Mình có một cái hình vẽ và mình sẽ cho bạn biết đó là con bạn chọn là con Riro. Khi mình kéo xuống như vậy. Thì chính là con Riro. Thì đó chính là trò thuật này, trò tiên tri với những quân bài hoạt hình.